Đây là chai nước trái cây của bạn. Tôi thừa nhận rằng bạn chắc chắn muốn đặt tất cả những điều tuyệt vời mà bạn tưởng tượng vào việc thiết kế một poster. Ví dụ như hình ảnh phải phong phú, màu sắc phải tươi sáng và có đủ nhiều điểm nhấn. Quy trình này nếu không biết sẽ tưởng như đang tổ chức một đợt giảm giá cuối cùng. Nhưng bạn rất hài lòng. Bạn tự tin rằng kết quả chắc chắn sẽ rất tốt. Nhưng thực tế khi so sánh có vẻ như không khác biệt nhiều so với thiết kế của đối thủ. Vậy liệu bạn có hài lòng với thiết kế như vậy không? Thực sự, chỉ cần làm cho thông tin hình ảnh trở nên chuyên sâu hơn, bạn sẽ đạt được hiệu suất khó tin. Ví dụ như loại bỏ tất cả các yếu tố này khỏi hình ảnh, đặt một quả cam vào đó, sao chép quả cam để đầy cả hình ảnh, tăng cường sự lỏng lẻo của sản phẩm nước cam trước đó, thực hiện sự kết hợp, thêm vào phông nền, sử dụng đám mây để mở rộng khoảng trống giữa chai cam trước và sau, mở nắp chai. Việc mở nắp làm tăng sự tập trung vào sản phẩm, cuối cùng là đặt các văn bản, tăng cường chất lượng ánh sáng, liên kết đầy màn hình giữa chai nước cam và thông tin. Phải chăng bạn sẽ nhớ được ưu điểm của sản phẩm? Điều này được gọi là lặp lại hình ảnh, củng cố thông tin hoặc là tạo điểm nhấn cho chai nước trái cây này. Đặt chai nước cam vào trung tâm của hình ảnh hoặc có thể chế ngự nhẹ một điểm nhấn vào đó. Nước trong trái cam văng ra và xoay thành hình vòng tròn bao quanh cam, nâng cao biểu đạt thị giác cũng như tăng cường điểm nhấn cho chai nước cam. Nhưng bạn nói rằng hình ảnh quá phức tạp không thể nhìn rõ sản phẩm. Vậy chúng ta có thể phóng to hình ảnh của cam, trái cam tươi rót lên chiếc chai nước cam này, đưa hình ảnh trực tiếp vào điểm nhấn trung tâm. Điều này được gọi là phóng to thị giác, tăng cường sự tương phản. Tất nhiên, thiết kế như vậy sẽ đối mặt với vấn đề mà cả hai bên đều được quan tâm, sẽ khiến sản phẩm bị nhỏ hơn. Vậy nên lần này chúng ta tập trung chỉ vào việc trưng bày sản phẩm, chai nước trái cam mở và quả cam đặt xung quanh sản phẩm, tăng cường chuyển động mờ của các đối tượng, nâng cao ánh sáng màn hình, cuối cùng là đặt các văn bản, lưu ý xem cách các đối tượng được sắp xếp trong hình ảnh này. Điều này được gọi là sử dụng cấu trúc hình ảnh, làm nổi bật tầng ưu tiên thị giác. Sản phẩm nổi bật cũng như mang lại giá trị thương mại. Hãy so sánh một lần nữa với affix ban đầu này. Trông như có tất cả mọi thứ nhưng không biết nhìn vào đâu và đã mất mục tiêu truyền thông. Thực tế, thiết kế giống như việc hẹn hò, muốn có tất cả là dấu hiệu của kẻ đào hoa. Thiết kế tốt cần phải học cách chọn lựa, vì chỉ làm một điều có thể hiệu quả hơn là 100 điều. Nếu hay, hãy xem thêm cùng với Tuấn Lê Design bạn nhé.